Xin chào anh em, nếu mà anh em nghĩ đến mua laptop khoảng tầm 20-30 triệu bây giờ ấy, thì anh em sẽ xem đầu tiên là cấu hình này. Anh em xem về các cái tính năng thương hiệu này, cùng anh em xem về giá đúng không? Về giá là chính rồi. Dùng giá mà cấu hình ngon anh em mua. Và có một cái khi anh em mua laptop gaming bây giờ ấy, đa số laptop là 20-30 triệu, anh em sẽ nhận được những cái gọi là quà tặng mà nó không hữu dụng cho lắm. Những ông như đa số những con laptop tầm này em nhận được đó chính là một cái ba lô chống sốc. Nhưng mà thực sự mình nghĩ mà khi đã mua đến cái tầm 30 triệu thì có con laptop, cái túi chống sốc đấy, anh em bắt đầu nghĩ đến những cái ba lô cao cấp hơn rồi, thay vì những cái túi chống sốc mỏng dính hoặc là những con chuột không dây 200.000 mà chuột đấy dùng cho máy tính, dùng cho laptop gaming được không? Thì chắc chỉ anh em lướt web là chính thôi, chứ bây giờ bảo là cái con chuột chơi game 200.000 mà dùng cho laptop gaming thì chắc anh em tống vào rác thôi nhanh. Tầm đấy về chơi đồ chuột khoảng tầm 500-600 rồi, anh em có những cái trải nghiệm tốt nhất. Đấy là tổng thể những cái quà tặng mà đa số laptop trên thị trường bây giờ nó cho anh em. Nhưng mà đối với cả chiếc TOF A15 2023 này thì khác, tại vì ngoài những cái phần quà khá là vô dụng mình vừa nói lúc nãy, anh em có một cái nữa, đó chính là khi anh em mua con laptop Asus TOF 2023 này thì anh em sẽ có một cái, đó chính là anh em được tặng miễn phí 3 tháng PC Game Pass của Microsoft. Thì với cái PC Game Pass là gì, thì nó là một cái dịch vụ trực tuyến kho game. Thì anh em sẽ phải bỏ tiền ra, hoặc là anh em muốn laptop mà được miễn phí 3 tháng. Sau 3 tháng đấy nếu muốn chơi tiếp, anh em sẽ phải bỏ tiền ra khoảng tầm 60.000 một tháng. Anh em được truy cập cái kho game của Microsoft, nó khoảng tầm hơn 400 game. Và toàn các game, rất nhiều loại game, có từ game AAA như Assassin's Creed Odyssey hay là Skyrim 5, hay là những cái tựa game, chung là rất nhiều tựa game trên đấy. Hoặc là những tựa game indie cũng rất là nhiều, anh em chơi thỏa thích. Và tại sao mình nói cái phần quà đấy rất hay? Tại vì anh em mua một cái laptop gaming ấy, anh em bắt đầu về hỏi là mình chơi game gì nhỉ? Thì cái PC Game Pass này anh em có thể thử và download những cái tựa game rất mới. À, tựa chữ game AAA như kiểu Doom Eternal hay là Skyrim 5 các thứ, anh em chơi thử sức mạnh của chiếc laptop gaming này ra như thế nào. Và đấy là một cái mình nghĩ là khá là hữu dụng hơn so với những thứ gọi là ba lô, túi sách các thứ, các kiểu của đặc điều. Và nhưng mà anh em mua laptop không phải vì cái phần quà hơn 200.000 đấy đúng không? Anh em sẽ phải xem là cấu hình của nó khác thế nào, nó có đủ gọi là ngon không chứ. Bây giờ tầm bỏ ra 20-30 triệu mà sao anh em mua một con laptop mà cấu hình trả ra đâu ấy, thì chỉ vì cái phần quà PC Game Pass thì cũng hơi lú. Thì bây giờ mình sẽ so sánh thử cấu hình của chiếc Asus TOF 2023 này với cả người tiền nhiệm của nó là TOF A15 2022 và những đối thủ cạnh tranh của nó xem như thế nào. Thì anh em có thể thấy là nếu so với cả phiên bản 2022 thì 2023 là sẽ mạnh hơn khá là nhiều. Những cái điểm cải tiến ở đây chúng ta bao gồm là CPU tăng lên là Ryzen 7000 và card lên là 4050 phiên bản 6GB. Màn hình tăng lên thì không phải là ở tần số quét hay độ phân giải mà tăng lên ở chất lượng màu sắc. Và cuối cùng là pin tăng lên mức 90Wh, cao nhất trong phân khúc hiện tại. Và anh em có thể thấy thì Asus đã cải tiến những cái chính ở hạng mục chơi game, những cái cần để anh em chơi được game thoải mái hơn. Nên giờ mình sẽ thử luôn với game xem sức mạnh của chiếc laptop 30 triệu này đến đâu. Những cái điểm mới của chúng ta có CPU mới và VGA mới trong con TOF A15 2023 này. Thì muốn sử dụng hết sức mạnh cái VGA, các bạn lại cắm sạc vào nhá. Cái này là điều tối thiểu mà các bạn phải cắm sạc khi các bạn chơi game. Rồi, sẽ cắm sạc và chúng ta máy đã tự động chuyển rồi, các bạn có thể vào phần mềm, đó chính là Asus Armoury Grade. Anh em đã chuyển chế độ GPU sang Ultimate và anh em mình sẽ thử đây. Đấy, con vua. Thì anh em những sự nâng cấp anh em có gì? Đầu tiên anh em có đó chính là con CPU Ryzen 7 7735HS. Và con CPU này thì sức mạnh của nó thì nó cũng không hơn nhiều, có thể nói là ngang với cả thế hệ con 6800 ở máy cũ thôi. Điểm khác biệt đó chính là anh em sẽ hỗ trợ RAM DDR5 ở trên con máy này. Và tiếp theo là cả màn hình đã nâng lên, đó chính là RTX 4050. Và cái phiên bản trong laptop này là cái phiên bản mạnh nhất của một 4050 trên laptop, với cái mức tiêu thụ điện năng là 115W và cũng như là mức xung tối đa là 2370MHz. Các em đang thấy này, xung nó cao hơn mức của Nvidia cơ. Nhưng cái 115W này là 115W trên giấy tờ, và chúng ta ngoài ra còn có thêm bản 25W Dynamic Boost nữa. Thôi tổng cộng chiếc card này có thể ăn tối đa là 140W, nhưng mà đấy là theo giấy tờ lý thuyết là thế. Và mình đã có trao đổi với Asus và họ cũng không hiểu tại sao khi mà chiếc card màn hình chúng ta đạt đủ mức xung tối đa của nó, nó sẽ dừng không ăn điện nữa. Tức là rất hiếm khi các bạn có thể thấy được chiếc card này ăn đủ 140W. Chỉ ăn hơn 100W là nhiều lắm rồi. Nhưng mà thế mình cũng hiểu lý do tại sao, nhưng mà dù gì thì đạt đủ xung mà, hoạt động full load là đủ xung thì nó sẽ không ăn điện nữa. Đấy cũng là tốt thôi, tăng thời lượng pin cho chúng ta. Mà đồ chơi game thì vẫn phải cắm đầu củ sạc này vào là chính. Và cái con 4050 này thì nó hơn thế hệ cũ 3050 khoảng tầm 40%. Và thực ra nói hơn ấy, thì các bạn nói nó hơi bị khó hiểu đúng không? Nên là mình sẽ thử nghiệm chiếc 4050 6GB trên chiếc TOF A15 2023 này với những tựa game mới để xem là hiệu năng trên chiếc màn hình Full HD của nó ra làm sao.
Mình thử nghiệm với khá nhiều game và chủ yếu là các game AAA thì kết quả của chúng ta khá là khả quan khi mà các tựa game này đều chơi mượt mà độ phân giải Full HD, tức là cái độ phân giải mà của màn hình của chiếc TWS A15-2023 này. Và sự chơi mượt mà này có phần đóng góp công sức không nhỏ của công nghệ DLSS 3 Frame Generation trên chiếc RTX 4050. Nhưng đây là những game có hỗ trợ, còn những game không có hỗ trợ như Immortal Phoenix Rising thì mức FPS đạt được mặc dù trên 60 nhưng mà không cao như những tựa game hỗ trợ như là F1-22 hay là Cyberpunk 2077. Và một cái anh em quan tâm ấy, ngoài cái việc hiện đang chơi game trên một con laptop của mình còn là những thứ phụ khác như là loa, là bàn phím, là touchpad, là màn hình đúng không? Thì đầu tiên mình nói qua về cấu hình đã, thì phiên bản trên tay mình là phiên bản rẻ nhất của con TWS A15-2023 này với CPU Ryzen 7 7735HS và card là RTX 4050. Ngoài ra anh em có thể lựa chọn những phiên bản cao cấp hơn với một giá tối đa lên khoảng tầm 36 triệu như CPU như i7 hoặc là i9 và cả màn hình tối đa chúng ta lên là 4060, và anh em có thể tùy chọn lựa chọn giá làm sao cho phù hợp với mình. Và cơ bản thì đấy, 29 triệu cho một chiếc 7735HS, 8GB RAM và card 4050. Thì ngoài ra chúng ta sẽ có một cái màn hình. Màn hình này là một cái điểm nâng cấp khá là mạnh của TWS A15 khi mà chúng ta vẫn giữ nguyên, đó chính là độ phân giải Full HD và tần số quét 114Hz, nhưng mà được tăng lên đó chính là độ phủ màu sRGB là 100% và Adobe RGB là 75%. So với thế hệ cũ của con A15-2022 thì Adobe RGB chỉ khoảng tầm 50% và sRGB 77%. Đây là một sự nâng cấp rất đáng kể, anh em có thể nhìn thấy mình chơi game. Còn quay máy phim, quay máy thì có thể là hơi khó nhìn, nhưng mà mình thấy độ no màu của nó tốt hơn so với thế hệ cũ khá là nhiều đấy. Nhưng mà có một điểm nhận thấy rất lấn cấn ngay từ khi mình nhận con laptop này, mình đặt cấu hình, đó chính là RAM. Tại sao chúng ta chỉ có 8GB RAM và khi tất cả các bài benchmark của mình ấy thì RAM chúng ta đều bị ăn coi như là hết và các bạn chả còn thừa tí chống RAM nào, mà mình chỉ có bật đúng một cái, đó chính là game mà thôi. Và mình nghĩ thì có vẻ như là Asus họ cắt giảm còn 8GB RAM để các bạn có thể dễ dàng nâng cấp hơn về sau, và để giảm giá thành nó gọi là khá là hấp dẫn, mà trong khi đó các bạn vẫn phải mua thêm RAM để cho nó có thể hoạt động một cái trơn tru. Nhưng mà RAM bây giờ thì được cái là nó khá là rẻ nên anh em có thể mua thoải mái, và mình sẽ mở thử con laptop này ra xem cái khả năng nâng cấp của nó đến đâu. Thì Asus cho chúng ta khá là một cái tấm ở đây để che hết toàn bộ những cái thứ bên trong, nên sẽ bóc nó ra. Và chúng ta sẽ có ở đây là chúng ta sẽ có thêm một khe RAM nữa nâng cấp khi mà chúng ta chỉ có 8GB RAM ở đây, và nâng cấp thêm có thể 8GB ở đây, nó giá nó hợp lý, hoặc là anh em ăn chơi hơn có thể nâng lên 32GB RAM mà bỏ cái 8GB đi, thêm 2 thanh RAM 16GB vào đây nữa để tối đa bộ máy nhận là có thể là 32GB, không nhận hơn nữa đâu, anh em không thể nào tăng lên được trên 32GB được. Và ngoài ra cái dung lượng ổ cứng chúng ta có là 512GB, thì các bạn có thể hiện tại là lưu được vài game AAA và hệ điều hành các bạn. 512GB là một con số bây giờ khá là phổ thông rồi, và mình nghĩ các bạn nên là mua thêm một ổ 512GB đến 1T nữa để gắn thêm vào một cái khe, là cái khe thứ hai của họ ở đây, khe chống mà hỗ trợ tối đa đến NVMe Gen 4, tức là các bạn hoàn toàn thoải mái ra mua cái gì và gắn cũng được thôi, không phải lo gì cả. Và cuối cùng ở dưới này chúng ta có một cục pin dung lượng là 90Wh, và cái dung lượng này là gần chạm cái mức tối đa các bạn có thể mang lên máy bay là 100Wh, nên là cái này thì các bạn có thể là không quan tâm cho lắm, nhưng mà 90Wh là một cái mức gọi là đủ cho các bạn dùng cơ bản. Các bạn tức là không chơi game nhé, chơi game nó muốn pin như nước lã luôn, các bạn chỉ có mang ra ngoài các bạn dùng bình thường thôi. Và ngoài ra mức pin này vẫn đủ cho các bạn mang lên máy bay, và chúng mình cũng sẽ mang con TWS A15 này, tất nhiên nâng cấp RAM, mang đi Computex, nên là cái mức pin con này chúng mình phải khá là quan tâm, tại vì trên 100Wh là các bạn không thể mang lên máy bay được rồi. Thì đây cũng là một điểm mình khá là thích ở TWS A15-2023, và hy vọng sang 2024 thì họ sẽ nâng cấp cho chúng ta lên 99.9Wh. Đây là mức gọi là gần chạm ngưỡng luôn. Bây giờ là 90Wh là mức khá là ổn rồi, gần gấp đôi so với năm ngoái. Và đằng sau này chúng ta sẽ thấy là 3 ống dành cho CPU và card, và một ống dành cho VRAM. Và chiếc card của chúng ta là chiếc RTX 4050 6GB sẽ nằm ở đây. Và có một cái thì con RTX 4050 6GB này thì các bạn có nó được tích hợp tính năng MUX Switch thế hệ mới nhất, tức là các bạn sẽ không cần phải như ngày trước ấy, các bạn chuyển sang cạc màn hình và các bạn phải reset máy mới bật được MUX Switch. Nhưng bây giờ các bạn hoàn toàn là chỉ cần một click là nó sẽ tự động là chuyển toàn bộ xuất hình thông qua cạc rời, không có cạc onboard nữa, thì nên là các bạn sẽ gọi là nó nhanh gọn hơn và nó tiện lợi hơn. Và như mình nói lại thì cái công suất con card này tối đa là 115W và thêm 25W Dynamic Boost nữa, nên tối đa là 140W. Và mức xung thì chúng ta có thử nghiệm thì xung nó cao hơn xung của NVIDIA khá là nhiều, nhưng mức điện ăn thì cũng chưa để hề đến được hơn 100W, chứ đừng nói là 140W. Thì đây là một cái mà họ hiệu năng cao và vẫn tiết kiệm điện, là một cái rất là hay. Và chúng ta sẽ có ở đây, đó chính là ở dưới chúng ta có hai cái loa,
hai cái loa này sẽ đập vào mặt bàn chứ không đập vào mặt các bạn. Tôi đập mặt bàn và dội lên, mình thì mình thích đập vào mặt mình hơn thay vì đập dưới mặt bàn. Và cái tản nhiệt này thì khu vực tản nhiệt sẽ thổi gió ra ở ba khu vực chính, đó chính là hai cái hông ở phía sau và một cái ở bên tay trái mình đây, tức khi các bạn đặt đến là bên tay phải. Thì cái này tản nhiệt của nó nhá, khi mình dùng chơi game thì khá là ổn. Khi mà tay trái của mình là tay ấn bàn phím thì mình không cảm thấy nóng, chỉ có ấm ấm thôi, hoàn toàn dễ chịu khi chơi game. Nhưng một cái là bên tay phải, khi bạn đặt lên, đây là bên tay phải, thì quạt có thổi hơi nóng sang bên tay phải, nên là khi mà mình cầm chuột như thế này ở bên phải máy tính thì mình nhận được hơi nóng từ quạt ra và cảm thấy khá là khó chịu. Mình không biết tại sao lại thế, khi mà Asus họ không, mình hy vọng là ở thế hệ sau thì họ sẽ để toàn bộ quạt thổi hết ra đằng sau một dải dài ở đây để toàn bộ hơi nóng không ảnh hưởng đến tay của chúng ta. Nhưng mà bây giờ mình chơi là mình thấy tay nó hơi nóng và hơi khó chịu một chút. Và cuối cùng thì mình đặt, sau khi mình mổ xẻ bên sau rồi thì mình sẽ mở ra đằng trước, chúng ta nói lại, nói viết tiếp về những cái mặt trước chúng ta có gì. Chúng ta có một cái bàn phím và đèn LED là RGB toàn bộ vùng. Các em không thể chỉnh được từng phím, từng vùng màu gì, mà toàn bộ bàn phím sẽ chỉnh màu theo màu anh em chọn trong Armoury Crate. Mỗi trackpad mình thấy là đủ dùng, nó cũng khá là to và dùng nó cũng vừa vừa, ổn ổn. Và quan trọng nhất đó chính là phần cầm kết nối ở bên cạnh. Chúng ta sẽ có những cái là bao gồm là ở đây sẽ là một cái cổng sạc này, một cổng RJ45, cổng LAN nhá, một cổng HDMI 2.1, cổng này sẽ em có thể xuất hình được 4K 120Hz hoặc là 8K 60Hz. Nhưng mà đây là quảng cáo là chính thôi, tại vì anh em con cạc 4050 ở trên này này không chơi được 4K hay 8K đâu, chơi Full HD rồi, nên là cái công nghệ này hơi thừa. Và chúng ta có một cổng USB Type-C đầu tiên ở đây, đây là cổng Thunderbolt hỗ trợ USB 4. Và cổng thứ hai ở đây là hỗ trợ USB 3.2 Type-C. Cổng cuối cùng là một cổng USB dạng thường và cũng hỗ trợ là công nghệ là A.2. Và sau cùng đó chính là một cổng âm thanh. Và ở bên còn lại chúng ta sẽ có một cái là khóa Kensington và một cái cổng USB 3.2, mỗi thế thôi. Và mình thì mình không thích cái vị trí bố trí cổng USB bên này. USB bên này sẽ không phù hợp cho các bạn nếu mà các bạn chơi game bằng chuột có dây, tại vì rất là vướng và nó bị vướng dây vào đây. Nó chỉ phù hợp cho anh em nó để cắm ổ cứng các thứ bên ngoài thôi, chứ còn nếu mà cắm ở đây thì chơi game mà khó chịu, nó bị vướng dây vào ấy, em có hai lựa chọn để xử lý cái này: hoặc là anh em mua chuột không dây, hoặc là anh em cắm bên này. Chứ còn cắm ở bên này thì nó hơi khó chịu, chỉ cắm ổ cứng cắm ngoài các thứ của chuột không dây mà thôi. Còn lại thì mình thấy cũng các thứ còn lại cổng kết nối thì cũng khá là đầy đủ và không thiếu không thừa gì cả. Tổng kết lại thì Asus TOF A15-2023 là một bản nâng cấp khá là nhiều so với 2022. Mặc dù cái CPU các bạn không có cái sự nâng cấp rõ rệt về hiệu năng, khi mà các bạn chỉ có hỗ trợ đó chính là DDR5 thay vì DDR4 thế hệ cũ thôi. Nhưng mà các bạn có sự nâng cấp mạnh mẽ nhất, đó chính đầu tiên là màn hình. Màn hình thì đẹp hơn rất là nhiều. Và thứ hai đó chính là card màn hình. Và các màn hình này thì anh em sẽ có RTX 4050. Thì cái 4050 anh có gì? Anh có sự nâng cấp về sức mạnh khoảng tầm tăng 30-40% so với thế hệ cũ. Và thứ hai đó chính là DLSS 3. Thì cái DLSS 3 sẽ không hỗ trợ cho anh em trong cái việc mà chơi game online đâu. Và bản thân con cạc này cũng quá đủ mạnh, anh em chơi game online rồi. Nhưng mà với những tựa game offline, khi mà con cạc thế hệ cũ nó bị gặp khá là nhiều trở ngại vì chỉ có DLSS 2 thôi, thì DLSS 3 này sẽ một phần hỗ trợ cho anh em có thể chạy được các game hiện tại nó mượt mà hơn trước khá là nhiều, đặc biệt là các game AAA. Nhưng mà anh em vẫn phải tắt ray tracing nhé, bật thì cơ máy thì không chịu nổi đâu. Và tất cả toàn bộ những gì mình đánh giá về chiếc Asus TOF A15-2023 này, anh em có thấy hay thì cho mình một like và subscribe trong kênh YouTube của Hacom nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video sau.